Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim Người Khổng Lồ Xanh nhé. Mở đầu bộ phim, chàng trai Banner là tiến sĩ khoa học. Anh phụ trách dự án nghiên cứu vũ khí sinh học của quân đội Mỹ. Thấy nghiên cứu có tiến triển, anh dùng bản thân làm vật thử nghiệm. Nhưng kết quả không như mong đợi, Banner đã biến thành một con quái vật xanh lè, đập phá mọi thứ. Những người có mặt đều bị thương nghiêm trọng, trong đó có cả cô bạn gái Betty của anh và cha của nàng là đại tướng Zod. Sự việc bắt đầu lan nhanh trên các mặt báo. Khi tỉnh lại, Banner đã thấy người yêu nằm bất tỉnh với nhiều vết thương. Đại tướng thì bị gãy tay, ông đuổi Banner ra khỏi bệnh viện. Banner biết bản thân nguy hiểm như thế nào, nên anh đã một mình đi đến Jazin. Nơi Banner sinh sống là một thị trấn nhỏ nghèo nàn. Trong ngôi nhà nhỏ của mình, anh nuôi một chú chó để bầu bạn. Banner luôn cảm thấy mình đói và rất đói. Anh cũng tìm đến một bậc thầy để luyện tập kiềm chế cơn giận. Ông ta dạy anh cách luyện tập hơi thở. Kế đó là ngồi ăn mấy bột tay từ ông thầy. Cách này có phần hiệu quả để anh khống chế nhịp tim. Banner cũng xin vào làm công nhân cho một công ty nước ngọt. Tại đây, với bản tính hiền lành của mình, nên Banner được một cô nàng đồng nghiệp xinh đẹp để ý đến. Ông chủ hãng nước ngọt gọi tên Banner, ông nhờ anh sửa dùng chiếc hộp điều khiển, là người có hữu 7 bằng tiến sĩ trong tay, thì chuyện này có khó gì với Banner. Ông chủ ngỏ lời muốn tăng lương cho anh. Banner sơ ý bị đứt tay, một giọt máu của anh rơi xuống dưới. Banner biết máu mình nhiễm phóng xạ, nên vội đến nơi lau hết vệt máu vừa rồi, tuy nhiên, vẫn còn ít máu dính trên miệng chai. Và đã được cho nước ngọt vào, sau đó đóng gói gửi sang Hoa Kỳ. Lúc ra về, Banner thấy cô nàng xinh đẹp đang bị dê sòm bởi một nhóm côn đồ. Anh đã xông đến làm anh hùng cứu mỹ nhân. Banner nắm tay người đẹp rời đi. Sáng hôm sau, anh nhận được một gói hàng gửi từ Mỹ. Banner vội chạy về nhà và lấy ba lô ra, bên trong là thiết bị liên lạc vệ tinh. Cùng với đó là tấm ảnh của cô bạn gái. Người Banner liên lạc là một tiến sĩ có tên là Lu. Anh ta gửi cho Banner một nhánh hoa trắng. Đây chính là thuốc có thể trị được chất độc gamma trong người Banner. Anh bắt đầu thí nghiệm chế tạo thuốc giải độc mắt gan. Banner dùng loại thuốc này cùng kết hợp với máu của bản thân, bắt đầu soi chúng dưới kính hiển vi, các tế bào xanh dần biến mất, nhưng chúng đã trở lại sau đó, thậm chí còn mạnh hơn, chứng tỏ loại thuốc này có thể chế ngự được chất độc gamma. Banner lấy máu cho vào một ống nghiệm. Anh gửi ống nghiệm này đến cho tiến sĩ Lu. Lúc này, tại lầu Năm Góc, đại tướng Zod đã nhận được tin báo, một cụ ông lớn tuổi uống nhầm chai nước ngọt nhiễm phóng xạ, chính thức hưởng thọ 80 tuổi. Đại tướng cho người đi đến xưởng sản xuất nước ngọt điều tra tung tích Banner. Đại tướng nhờ tay thuộc hạ cao to đen hôi tìm một em lính thiện chiến và cáo già cho ông. Người được ứng tuyển chính là Lonky. Hắn là một con chó săn đích thực của Hải quân Hoàng gia. Sau khi tập hợp xong đội, đại tướng cho máy bay cất cánh đi đến Jazin. Người của đại tướng cũng đến nơi. Banner nghe tiếng chó sủa, biết là có khách đến thăm. Đại tướng cho người phá cửa xông vào, tiếp theo là bắn liên tiếp vào cái mền. Người bên trong đã biến mất. Lúc này Banner đang đu dây thì gặp người đẹp đang tắm. Đúng là chó ngáp phải ruồi, anh hôn người đẹp một cái trước khi rời đi. Chạy được một đoạn thì gặp Lonky cùng đám lính, bọn họ giáo giết truy đuổi Banner. Anh len lỏi qua các con hẻm nhỏ, bọn chúng vẫn bám sát theo anh. Tuy nhiên trên đường tháo chạy, anh lại đụng phải đám côn đồ trêu ghẹo cô nàng đồng nghiệp lúc trước. Anh đã qua mặt bọn chúng chạy tiếp, đám côn đồ cũng bám theo Banner. Banner bị tên chọc đánh liên tiếp, con quái vật bên trong anh đã thức tỉnh. Người đầu tiên để hút xã lũ đó là lão chọc. Hắn được anh coi là đồ chơi ném tạ. Tiếp theo là đồng bọn của hắn ta. Thấy nguy hiểm nên đại tướng ra lệnh dùng tất cả vũ lực tấn công Banner. Đạn và thuốc mê không thể xuyên qua lớp da dày của người khổng lồ xanh. Hút bất ngờ đẩy chiếc bồn nước về phía đám lính. Lonky thấy vật thể kia xuất hiện, nổ súng liên hồi về phía bóng tối. Cuối cùng Hút cũng lộ diện. Lonky chưa kịp hoàn hồn thì Hút đã ném bồn chứa nặng hàng tấn về phía hắn. Cuối cùng Banner cũng chạy thoát. Sáng hôm sau, tại một con suối nhỏ trong rừng, Banner đã trở lại với hình dáng con người, thấy được một chiếc xe đang chạy đến. Anh giải thích cho người đàn ông hiểu tình trạng của mình. Người đàn ông đã lấy áo khoác lên người cho Banner và chở anh đi đến thị trấn phía trước. Anh cũng đã đến được Mexico, sẵn có trang phục rách nát. Anh tận dụng cơ hội này để kiếm tiền. Không bao lâu Banner đã đủ tiền để mua bộ đồ tốt hơn, sẵn đo thử chiếc quần lên anh mập kế bên. Sau đó anh tiếp tục hành trình đi bộ về Mỹ. Sau bao khó khăn thì nhân vật chính cũng đã đến nơi mà Betty đang làm việc. Anh đứng đợi nàng tan làm. Nhìn thấy người mình yêu bước ra, anh âm thầm quan sát ở phía xa. Banner nấp vào một gốc cây to nhìn người đẹp. Nàng nhìn về phía anh và nở nụ cười, nhưng Banner đã nhìn ra nụ cười ấy là dành cho một người đàn ông khác. Thì ra Betty đã có bạn trai mới. Anh lặng nhìn theo bước chân của nàng mà trái tim bỗng thắt lại. Tối hôm đó, Banner đi đến một cửa hàng bánh pizza. Ông lão chủ cửa tiệm nhanh chóng nhận ra Banner. Anh kể lại những gì đã xảy ra với mình trong thời gian qua. Trong cơ thể anh tồn tại hai linh hồn, đó là Hút và phần còn lại là anh. Banner hỏi thăm về Betty. Giờ đây nàng đã quen với một người đàn ông tốt, anh ta còn là sếp của nàng. Anh cảm thấy nhẹ lòng khi nàng gặp được một người tốt. Banner xin phép ông lão tá túc vài hôm.
Ông lão chấp nhận và hỏi Banner có cần ông giúp điều gì nữa không. Banner cải trang là một người giao bánh pizza đến phòng thí nghiệm năm xưa. Với gương mặt hiền lành, Banner tặng chiếc bánh cho người cảnh sát. Anh dễ dàng đi vào bên trong. Sau khi giao bánh xong, Banner lén truy cập vào hệ thống máy tính. Anh tìm kiếm thông tin về thí nghiệm tia gamma, nhưng kết quả không tìm thấy dữ liệu. Ngay cả tên của chính mình cũng đã bị xóa sổ. Banner ngậm ngùi, trở về căn phòng. Banner thu dọn lại đồ đạc. Anh tiếp tục chạy trốn khỏi nơi này. Lúc này Betty dẫn người yêu đi đến tiệm bánh. Ông lão thấy sự xuất hiện của cô gái, bèn lo âu Banner sẽ bị phát hiện. Nhưng điều mình càng sợ, chúng sẽ luôn xảy ra nhanh hơn. Banner đi đến chào tạm biệt ông lão, vô tình bị Betty trông thấy. Nàng ngơ ngác đẩy cửa ra ngoài, nhưng không thấy ai cả. Thật ra Banner chỉ nấp sau thùng rác gần đó, chỉ cách nàng vài bước chân mà thôi. Betty trở vào trong tiệm bánh, nàng cầu xin ông lão hãy kể lại sự thật cho mình nghe. Phía bên ngoài trời mưa như chút nước, Banner vẫn một mình bước đi. Một chiếc xe chạy đến sau lưng anh dừng lại. Banner cảm nhận có điều gì đó thân quen, anh quay người lại. Thì ra đó chính là Betty, cả hai không kiềm nén được cảm xúc ôm chầm lấy nhau, nàng cầu xin anh đừng đi nữa, hãy quay về với nàng. Betty lái xe chở Banner về nhà riêng của mình, nàng đưa cho anh một chiếc hộp, bên trong là chiếc USB chứa toàn bộ tài liệu nghiên cứu tia gamma. Và anh nói cho nàng biết đại tướng muốn mổ xẻ anh ra, để biến ra bản sao vũ khí của quân đội, nàng đem đến cho anh bộ mềm gối. Cùng với vẻ mặt ngượng ngùng, Banner nói ngày mai mình sẽ tiếp tục chạy trốn. Anh rất muốn kể những gì đã xảy ra suốt thời gian qua cùng nàng. Nhưng anh biết khoảng cách của họ đã quá xa, suốt đêm hôm đó, cả hai người yêu nhau đều không ngủ được, khoảng cách của họ chỉ một bức tường. Nhưng mọi thứ thật khó nói ra, đại tướng mở cửa căn hầm đông lạnh, ông lấy ra loại huyết thanh siêu chiến binh được cất giữ từ Thế chiến 2. Lonky tình nguyện thử loại thuốc này, nhà khoa học tiêm cho anh hai mũi thuốc, mũi đầu tiên tiêm vào sâu bắp thịt, mũi thứ hai tiêm sâu vào tủy sống. Sáng hôm sau, Betty tiễn Banner lên đường đi nhập ngũ đi trốn chạy, nàng chỉnh lại trang phục của Banner, còn vuốt đầu của chàng. Chưa nói được lời nào, Banner đã nhìn thấy quân đội mai phục xung quanh, anh nói người đẹp hãy tránh xa mình, anh chạy thật nhanh về phía trước, đại tướng hô hào tất cả các xe chặn anh lại, nhờ có tim huyết thanh vào cơ thể, Lonky chạy nhanh mà không biết mệt là gì, Banner chạy vào khuôn viên của trường đại học, quân đội vẫn bám sát lấy anh, Banner chạy qua thư viện, sau đó nấp vào một kệ sách, anh lấy chiếc USB ra và cố nuốt vào bụng, Betty cố gắng bám theo chàng trai, cô đứng ra chặn đường chiếc xe bọc thép, thì ra đại tướng chính là cha của nàng, Betty van xin cha hãy tha mạng cho Banner, ông xuống xe giải thích nàng không thể hiểu được những gì ông làm. Banner đã bị quân đội nhốt vào cây cầu vượt, đại tướng ra lệnh cho người bắn lựu đạn khói vào bên trong. Banner cố tránh làn khói độc, nhưng nhìn thấy Betty bị đám lính ngăn cản, con người thứ hai bên trong anh trỗi dậy, hút đạp tung cánh cửa kính và nhảy ra ngoài, người khổng lồ xanh gào lớn. Đại tướng ra lệnh cho binh lính chìa súng tấn công hút, anh cố gắng tránh khỏi làn mưa đạn, sau đó hất tung một chiếc xe bọc thép, hút còn chặn đúng hai chiếc xe. Và nâng nó lên đập tơi tả, cho đến khi nó thành phế liệu mới ngưng. Betty chứng kiến thấy cảnh ba mình đang hành hạ Banner, nàng không khỏi bàng hoàng. Đại tướng ra lệnh Lonky tấn công, hắn ta cầm súng phóng lựu hổ báo bước lên phía trước, không ngừng tấn công Hút. Người khổng lồ gỡ tấm lưng làm hai chiếc khiên, Hút lấy chiếc khiên đánh về phía Lonky, hắn nhanh chân né tránh, nhận thấy bản thân không phải đối thủ của Hút nên hắn đã bỏ chạy. Đại tướng lại cho súng phòng âm ra trận, Lonky làm mồi nhử Hút vào ngay nòng súng. Sau đó Lonky bị bắn bay ra ngoài, người khổng lồ xanh bị trúng kế cố gắng đứng vững. Betty xin cha hãy tha mạng cho Banner. Hút nhìn thấy người đẹp đang bị bắt giữ, anh cố gắng đứng dậy, dùng một chiếc khiên trụ lại, còn một cái ném tới cắt đôi chiếc xe phóng âm. Anh phóng đến đè đẹp chiếc còn lại, đại tướng cho máy bay nhập cuộc. Lonky cầm một khẩu súng nhào đến phía Hút, hắn tỏ vẻ xem thường người khổng lồ xanh. Cái kết là ăn đạp sắp mặt, thấy tình thế bất ổn đại tướng cho rút quân về căn cứ. Betty đi thẳng về hướng của Hút, đại tá ra lệnh trực thăng nã đạn về phía người khổng lồ. Hút lấy thân mình bảo vệ người đẹp, anh ném tấm khiên làm trực thăng rơi xuống phát nổ. Đại tướng giật mình khi thấy con gái mình ở trong ngọn lửa dữ, trời bắt đầu đổ mưa, bên trong đám lửa là Hút xuất hiện, trên tay anh đang ẵm người đẹp. Đại tướng hốt hoảng nhìn con gái trong vẻ mặt lo âu. Đêm hôm đó đại tá đến nhà Betty thu thập tất cả tư liệu, ông gặp được bạn trai của con gái, anh ta nhìn vào ánh mắt đại tướng đã biết được dã tâm ông ta. Chỉ muốn bắt người khổng lồ xanh mà không từ thủ đoạn nào. Hút ôm người đẹp tiến vào rừng sâu, đến một mõn đá, anh đặt nàng nằm xuống tránh mưa. Betty tỉnh lại hét lớn, làm Hút giật mình va vào vách đá khiến anh u đầu. Nàng gọi tên Banner, bỗng trời nổ sấm chớp, khiến Hút cảm thấy tức giận. Anh hét lớn và cảnh giác xung quanh. Người đẹp bước đến gần an ủi Hút mọi chuyện không sao rồi. Chàng khổng lồ xanh và người đẹp ngồi xuống cạnh nhau trong đêm mưa. Đại tướng đến thăm Lonky, toàn bộ khung xương trên người hắn hầu như vỡ vụn gần hết, duy chỉ có quả tim là mạnh mẽ hơn người bình thường. Đại tướng liếc nhìn hắn ta lần cuối rồi rời đi, các ngón tay của Lonky bắt đầu cử động. Sáng hôm sau Betty tỉnh lại, chàng trai khổng lồ đã biến mất để lại là Banner.
Nàng lấy chiếc áo khoác lên người chàng, cả hai cùng đến một thị trấn nhỏ gần đó. Trong lúc tắm, Banner bị ám ảnh bị súng bắn vào người, anh ngã xuống bồn tắm vì sợ hãi. Betty đi mua đồ trở về, nàng nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ của Banner từ nhà tắm đi ra, nàng cảm thấy lo lắng vì những gì anh đã chịu đựng trong thời gian qua. Banner nói mình ổn, chỉ là phải tốn công để lấy chiếc USB từ trong bụng mà thôi. Nàng liền khoe với Banner mình có mua cho anh vài bộ quần áo mới, người đẹp còn đích thân cắt tóc cho Banner. Đó là việc mà nàng đã từng làm năm xưa. Sau đó nàng ôm chầm lấy Banner, vì thương cho người mình yêu phải chịu cực khổ. Cả hai bắt đầu ôm hôn thắm thiết, mặc kệ trước mắt có khó khăn đến đâu, họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ. Tuy nhiên đang lúc mặn nồng, nhịp tim của Banner lại tăng nhanh mất kiểm soát. Anh nói với nàng mình không thể xúc động, vì điều đó làm cho con người thứ hai tỉnh giấc. Banner ngã vào lòng người đẹp tiếc nối. Lúc này một nữ quân nhân đến báo cho đại tướng về chuyện của Lonky. Ông đến thăm thấy Lonky đã bình phục hoàn toàn, cứ như vừa thức dậy sau một giấc ngủ. Ông mãn nguyện với kết quả thí nghiệm. Lonky nói mình đã sẵn sàng cho liều thuốc mạnh hơn. Cặp tình nhân Banner thì kiểm tra các vật dụng cá nhân. Anh nói họ không thể dùng những thứ này vì có thể bị phát hiện. Nàng chỉ giữ lại cây son và mắt kính cho mình. Chỉ là điện thoại, thẻ căn cước và thẻ tín dụng là không thể sử dụng. Nàng chỉ còn vỏn vẹn 40 đô tiền mặt. Và Betty còn định bán cộng dây chuyền mà bà nàng đã để lại. Cuối cùng nàng cũng phải đem cầm sợi dây chuyền. Banner dùng chiếc máy phát trong cửa hàng hẹn gặp người bí ẩn. Thông tin này đã bị quét bởi mạng lưới an ninh của quân đội. Và địa chỉ của người bí ẩn cũng đã bị đại tướng phát hiện. Cả hai mua lại một chiếc xe cũ. Nàng còn dùng máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc này. Trên suốt chuyến đi, nàng hỏi anh về những gì anh đã phải chịu đựng và những ký ức tại hang núi của hai người. Nàng cảm thấy Hút không phải là quái vật xấu xa. Banner nói mình chỉ muốn loại bỏ con người kia thôi. Sau đó anh mệt mỏi ngủ gật, đến khi tỉnh lại đã đến trạm thu phí. Phía trước công an cùng dân quân tự vệ đang lập chốt phòng dịch Covid. Cả hai không có khẩu trang nên cùng nhau lén trốn đến một bến tàu. Sau đó họ đã thuê được một chiếc cano đi đến điểm cách ly. Đến họ cũng đã đến nơi mình cần đến và gặp được người cần gặp. Tiến sĩ Lu đưa cả hai về nhà. Lu rất ngạc nhiên khi biết khổng lồ xanh là con người có thật. Và nếu dùng thuốc qua liều e rằng sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của Banner. Banner nói nếu không dùng đủ liều thì họ sẽ thất bại và Hút sẽ gây nguy hiểm cho mọi người. Tuy nhiên là nhà khoa học thì tò mò lại to hơn sợ hãi. Lu liền tiến hành thí nghiệm. Anh đặt lọ nước điều chế từ cánh hoa kỳ diệu vào vị trí để tiêm cho Banner và Banner cũng được dùng dây nịch lại cơ thể. Lu khởi động quá trình hút máu của Banner ra khỏi cơ thể và dùng điện kích thích bộ não của Banner. Sau cú giật điện mắt anh hiện màu xanh, tiếp theo đó cơ thể dần biến đổi, các mạch máu và màu xanh cũng dần hiện rõ. Lu mãi mê với quá trình biến đổi thần kỳ. Hút bắt đầu thức tỉnh, thấy tình thế nguy hiểm, Betty đã leo lên người khổng lồ xanh trấn an anh. Hút bắt đầu ngoan ngoãn không làm hại đến người đẹp, liều thuốc bắt đầu tiêm vào cơ thể, Hút cảm nhận cơ thể bị tấn công, các cơ quan to dần thu nhỏ lại, hình dáng con người của Banner dần ổn định. Betty gọi anh tỉnh dậy, thí nghiệm của họ đã thành công. Lu nói thật là điều kỳ diệu, cha sanh mẹ đẻ đến giờ anh mới được chứng kiến điều này. Ở diễn biến khác, Lonky sau khi tiêm thuốc cơ thể cũng dần biến đổi thành một con quái vật. Đại tướng điều động trực thăng lên đường đi bắt Banner, cuối cùng cũng đến nhà của tiến sĩ Lu. Các xạ thủ sẵn sàng ngắm đón mục tiêu, Lonky dẫn nhóm lính đột nhập căn nhà. Lu dẫn cả hai đến căn phòng mà anh đã nhân bản máu của Banner. Chúng có ứng dụng vô hạn, có thể giúp con người miễn nhiễm với bệnh tật, là một bước tiến y học tuyệt vời. Banner nói điều này rất nguy hiểm, và nó không thể kiểm soát. Bên ngoài quân lính đã nhắm vào Banner. Anh cảnh báo đại tướng chỉ muốn biến nó thành vũ khí, chứ không phải là dược phẩm trị bệnh. Trong khi cả hai đang tranh cãi, xạ thủ đã bắn thuốc mê lên người của Banner, cơ thể anh dần quỵ xuống. Lonky xuất hiện và đẩy người đẹp sang một bên. Hắn tra hỏi Banner, con người kia đi đâu mất rồi, thấy anh không còn giá trị. Hắn tẩn anh một đấm, quân đội trói Banner vào băng ca và khiêng ra ngoài. Đại tướng nắm lấy tay con gái, nàng rất hận bố mình vì những gì ông đã làm với Banner để che giấu đi những thất bại và bảo vệ sự nghiệp của chính ông. Đại tá dẫn đội quân lên trực thăng rời đi. Betty nắm lấy tay người mình yêu. Lúc này Lonky yêu cầu tiến sĩ Lu hãy biến hắn ta trở thành con quái vật giống như Hút. Tiến sĩ Lu lấy lọ máu của Banner tiêm vào cơ thể của Lonky, cùng với đó là quét tia gamma vào cơ thể. Quá trình biến đổi khiến hắn ta khổng lồ giống như Hút, nhưng trông Lonky giống con quái vật hơn con người. Hắn đẩy ngã tiến sĩ Lu, máu của Banner nhiều lên đầu của Lu, khiến anh ta cũng biến đổi theo. Con quái vật trong người Lonky đập phá khắp nơi, giết chết những người đồng đội của chính hắn. Lúc này quân đội hoảng loạn gọi điện báo cáo cho đại tướng, đầu dây bên kia binh sĩ báo là Hút đang trên phố. Ông ngạc nhiên khi Hút thật sự đang ở trên máy bay. Đại tướng ra lệnh quay đầu trực thăng. Ông yêu cầu cấp dưới quay lại tình hình cho mình xem. Lúc này dưới mặt đất con quái vật bắt đầu đập phá khắp nơi, người dân hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Đại tá và Banner đều chứng kiến thấy cảnh tượng này. Con quái vật này rất hung dữ, còn kinh tởm hơn cả Hút. Những người lính thấy thế bèn dùng súng chống tăng bắn về phía quái vật.
con quái vật chụp lấy đầu đạn một cách như không có gì. Điều này khiến nó càng hung hăng hơn nữa, đập phá mọi thứ cản đường của mình. Những binh sĩ thấy thế bèn rút lui. Quái vật chạy xiết theo chiếc xe của hai anh lính. Nó nhấc một chiếc taxi lên cao, rồi ném về phía hai cậu lính. Tín hiệu đã mất hẳn chứng tỏ là họ đã chết. Đại tướng đã biết con quái vật đó là Longki, và cũng là do chính ông tạo ra. Banner dường như đọc được suy nghĩ của ông. Anh nói hãy đưa anh đến chỗ con quái vật, chính chúng ta đã tạo ra nó, và chúng ta phải kết thúc chuyện này. Đại tướng gật đầu đồng ý. Betty nắm lấy tay Banner và ngăn cản anh. Nàng không muốn anh phải tự sát, ngay cả việc biến hình thành khổng lồ xanh, nàng còn không biết có xảy ra không nữa. Anh nói với nàng hãy để mình thử. Sau đó cả hai hôn nhau lần cuối. Banner thả tay người đẹp và rơi khỏi máy bay. Banner không cảm nhận được cơn tức giận nào cả và rơi sâu vào lòng đất. Betty vô cùng lo lắng không biết Banner liệu có còn sống hay không. Sâu trong lòng đất, gã khổng lồ xanh thật sự đã thức tỉnh. Anh leo lên trên mặt đất, cất tiếng hét của sự giận dữ. Hút chậm rãi bước lên phía trước. Quái vật đã đạt được ý định quyết đấu Hút. Nó lao nhanh về phía của Hút. Cả hai tạo thành cuộc chiến kẻ 8 cân 10 nửa tấn. Quái vật đã hất văng Hút ra xa. Hút lộn nhiều vòng xong đứng dậy loạn choạng. Kẻ thù đang phía trước mặt. Anh chẻ đôi chiếc xe cảnh sát làm chiếc khiên. Đây là vũ khí sở trường của anh. Sở hữu đôi găng tay từ chiếc xe, khí thế của Hút gia tăng gấp đôi. Con quái vật bị đánh không biết đường chống đỡ. Anh tặng nó thêm một đấm giải ngố. Tuy nhiên quái vật này quá cường hãn, nó tung cược làm Hút bay xuyên qua các lớp tường. Đại tướng biết mình cần phải làm gì để giúp đỡ Banner. Ông cho thuộc hạ nã súng 6 nòng vào con quái vật. Trực thăng đuổi sát con quái vật, nó chạy trốn khỏi làn đạn. Hút cũng đã tỉnh lại. Anh leo lên trên sân thượng, thấy con quái vật đang định tấn công chiếc trực thăng. Hút lao theo anh kịp thời bám vào con quái vật, ngăn cản không cho nó giết người. Hút bị quái vật đánh bật, anh nắm lấy chân của nó. Longki vẫn cố tách rời Hút. Cả hai trải qua ẩu đả, khiến chiếc trực thăng mất lái, buộc phải hạ cánh tại một bãi đất trống gần đó. Hút và Longki bị ngã nhào, trực thăng đè lên người của Longki. Bên trong Betty đã tỉnh lại, nàng thấy xung quanh chỉ là xác chết mà thôi. Thấy bàn tay cử động, nàng rất mừng khi ba nàng vẫn an toàn. Longki nhảy lên cánh quạt của trực thăng, hắn ta nhào tới tấn công Hút và túm cổ anh nâng lên. Hút cố gắng vùng vẫy, cố ra đòn chống trả. Nhìn thấy người yêu gặp nguy hiểm, Hút bộc lộ sức mạnh. Anh gỡ cánh tay của Longki ra khỏi cơ thể và nện cho hắn một đòn sắp mặt. Ngọn lửa đã rơi vào vết xăng và bắt đầu lan khắp chiếc trực thăng. Hút tung ra thiết xa trưởng, sức gió từ bàn tay làm tắt đi ngọn lửa bao quanh chiếc trực thăng. Nhân cơ hội Hút đang sơ ý, Longki liền dùng sợi xích đánh lén anh, khiến anh không kịp trở tay. Longki thấy đại tướng xuất hiện, hắn định kết liễu đại tướng và con gái. Hút thấy tình thế nguy hiểm, anh dùng đòn mạnh nhất của mình nện xuống mặt đất, tạo thành một vết nứt dài. Longki bị trượt chân bởi vết nứt, sợi dây xích rơi khỏi tay hắn ta và vô tình gậy ông đập lưng ông. Hút dùng chính sợi xích siết lấy cổ Longki, hắn ta cố vùng vẫy khỏi sợi xích, nhưng càng vùng vẫy sợi dây lại càng siết vào cổ hắn. Hút nổi điên dồn Longki vào chỗ chết. Betty đã lên tiếng căn ngăn, Hút dần bình tĩnh trở lại. Lúc này cảnh sát cũng đã đến nơi, họ cầm súng cảnh giác trước hai con quái vật xanh lẻ. Hút đạp lên người Longki và hét thật lớn để giảm bớt căng thẳng. Đại tướng ra hiệu cho cảnh sát mọi chuyện đã an toàn. Hút đá xác con quái vật về phía đại tướng. Betty tiến gần đến bên người khổng lồ xanh, nàng an ủi anh mọi chuyện không sao nữa rồi. Nhìn thấy nước mắt nàng rơi xuống, gã khổng lồ rung động gọi tên của Betty. Bỗng một chiếc trực thăng xuất hiện chiếu ánh đèn vào Hút. Anh biết mình không thuộc về thế giới này. Hút quay người bỏ chạy, nhưng anh vẫn dừng lại nhìn người mình yêu lần cuối. Sau đó lao người nhảy qua các tòa nhà và biến mất. Một thời gian sau, Betty đang ngắm hoàng hôn thì chợt nghe tiếng máy ảnh hết pin. Bên trong là tấm ảnh nàng đã chụp Banner lúc chạy trốn. Tại vùng đất Columbia xa xôi hẻo lánh, nơi này cảnh vật hoang sơ chưa bị con người tàn phá. Banner chạy bộ để kiểm soát nhịp tim. Căn nhà anh ở cũng đơn sơ như vậy. Banner mở một gói bưu phẩm, bên trong là sợi dây chuyền mà Betty đã cầm lúc trước. Anh cho nó vào một phong thư và ghi tên cùng địa chỉ của Betty. Banner cũng thực tập kiểm soát cơn giận. Một lúc sau anh mở ra, con mắt xanh cùng nụ cười bí hiểm xuất hiện. Cuối phim, đại tướng đến uống rượu tại một quầy bar của quân đội. Lúc này tỷ phú người sắt Tony Stark đến tìm ông, và Stark ngỏ lời muốn cùng ông hợp tác thành lập một đội siêu chiến binh. Đến đây là hết phim rồi. Người khổng lồ xanh không hẳn luôn luôn tức giận, anh cũng có những lúc hiền lành và muốn được người khác quan tâm, tôn trọng. Đại tướng là người biến Banner thành Hút, cũng là người dồn anh đến bước đường cùng và trở nên giận dữ. Tuy nhiên đến cuối cùng đại tướng lại nhờ vào Hút hãy cứu sống mọi người khỏi chính con quái vật Longki mà chính ông đã tạo ra. Bài học rút ra là đừng dồn ai vào bước đường cùng bạn nhé, vì ai cũng từng có quá khứ lỗi lầm, họ cần được tôn trọng và quan tâm để có thể sửa sai. Sakura rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ để kênh phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim nhé. Đặc biệt là đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.